Chảy nhớt, bốc mùi. Những lô thịt lợn, thịt gà này đáng ra phải bỏ đi, nhưng lại được tận dụng để cho ra những sản phẩm xúc xích đóng gói. Đây, sáng nay bọn em làm đây là xe đầu tiên, xe này là xe thứ hai. Bọn em làm mùa này, làm như hôm nay thì bọn em chỉ làm khoảng 3 tạ. Không chỉ sử dụng những loại thịt hôi thối, mà ngay cả những loại xúc xích hỏng, hết hạn từ những lô sản xuất nhiều ngày trước đó cũng được tận dụng lại. Thành phẩm là gần 400 kg xúc xích trồng ngon mát này. Cái nguyên liệu mà đưa vào để tái chế này, cứ cho là nguyên liệu đi, thì lại là cái hàng thành phẩm của một cái lô hỏng trước. Để đưa vào để sản xuất ra 2 ca của ngày hôm qua và ngày hôm nay thì số lượng cũng trên dưới gần 5 tạ là chúng tôi đã cho tiêu hủy tại chỗ. Để làm cho xúc xích thơm ngon, chủ cơ sở đã sử dụng hơn 10 loại phụ gia, trong đó có nhiều loại phụ gia không rõ nguồn gốc xuất xứ với đủ màu sắc. Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tiến hành tiêu hủy hơn 700 kg xúc xích các loại, đồng thời lấy mẫu các phụ gia tại cơ sở để mang đi kiểm định.